Chào buổi tối mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Rồi hôm nay mình cho các bạn chọn chuyện để chọn tụ nhá. Thì không biết ở đây đã ai, có ai đọc chuyện này không? Lớp học ám sát à, đây là truyện tranh mà nó rất là hay luôn. Mình đọc nhiều chuyện nhưng mình chỉ mua bộ nào để mình kiểu mình rất thích và mình sưu tầm thôi à. Thì tập 5 mới ra ngày 12 tháng 5, tức là ngày kia, hôm kia chứ nhầm. Và khi mà bạn mua tập 5 này, bạn còn được tặng thêm cái bưu thiếp này. Nó ở trong tập 5 nha các bạn. Ai chưa đọc thì nên đọc. Ai đọc rồi thì nên mua để bổ sung vào tủ truyện của các bạn. Chủ đề chung, à nhầm, ừ đúng rồi, chủ đề trải bài chung của ngày hôm nay là bạn trải qua bao nhiêu mối tình, bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình cho đến khi kết hôn. Thì mình gọi vắn tắt là bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình nhá. Vì biết đâu đấy, khi bạn kết hôn rồi bạn vẫn tiếp tục yêu đương thêm thì sao. Đời là thế mà. Và hôm nay cho các bạn chọn chuyện. Tụ 1 là cho các bạn chọn chuyện tập 3. Mình dùng màu đi, màu hồng nhá. Tụ 2 là tập số 4, màu cam. Và tụ 3 là tập số 5. Này là màu gì? Màu nhờ nhờ nhá. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên. Và có thể chọn nhiều hơn một tụ cho câu hỏi: bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình? Bạn sẽ có bao nhiêu mối tình cho đến khi kết hôn? Và mình ngoài cái việc miêu tả số lượng mối tình ra, có thể mình sẽ miêu tả cái tính chất của các mối tình đó là nhanh hay là yêu nhiều, mỗi mối tình 1-2 năm hay là mỗi mối tình 1-2 tháng. Và bạn có ăn nhiều sừng hay không, hay toàn gặp người tốt. Trong trải bài lần này mình sử dụng hai bộ bài, đấy là Tarot 18 cộng và Tarot Cú Trắng. Hôm nay chỉ sử dụng Tarot thôi. Mình lại muốn mua một bộ bài tarot mới rồi. Các bạn có recommend, có gợi ý gì không thì cho mình xin 500 cái gợi ý ở dưới phần comment nhé. Rồi bây giờ mình xin phép được vào với tụ đầu tiên luôn. Tụ 1, quyển sách màu hồng, cho câu hỏi là bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình trước khi kết hôn. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn quyển truyện tập 3 màu hồng. Mình sẽ để chuyện của các bạn ở đây. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Tarot 18 cộng và Tarot Cú Trắng. Để đây hơi lệch nhỉ. Rồi, Tarot 18 cộng mình sẽ rút 4 lá nhá. Và Cú Trắng mình rút 3 lá. Cho câu hỏi bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình cho đến khi kết hôn. Xem nào các bạn, tụ 1 yêu đương như nào nào. Ta da, hai gậy. Trước hết mình thấy tụ 1 có xu hướng yêu lâu. Ô, hình này đẹp nhỉ. Nó vẽ ngực cô này căng tròn. Không biết ở ngoài có ai ngực thế thật không. Chắc là có đúng không. Quay lại trải bài đã. Mình thấy trước hết là bạn yêu ai thì cũng cố gắng yêu lâu chứ không phải là yêu qua đường. Không thích những cái mối quan hệ qua đường, những mối quan hệ 1-2 ngày rồi kết thúc. Cậu bé gậy. The Empress và hai ly. Đại để như là bạn muốn tìm một cái người cuối cùng dành cho mình. Bạn luôn cố gắng tìm cái người phù hợp nhất. Mình có cảm giác bạn yêu ai cũng lâu. Yêu nhiều mà yêu ai cũng lâu. Chứ không phải là yêu ít mà yêu lâu đâu. Nghĩa là có hơi hơi có cảm giác triền miên. Yêu triền miên, yêu hết người này đến người kia. Vừa mới chia tay 2-3 tháng sau lại có người yêu mới. Mà mỗi lần yêu là một lần đau khổ lên đau khổ xuống. Nhưng xong thường thì thế này, khi mà mọi người bị đau khổ trong chuyện tình cảm thì đến lần thứ hai mọi người sẽ chán, không muốn yêu nữa. Nhưng với bạn thì không.
Bạn có đau khổ chuyện tình cảm, có bị cắm sừng, có đi cắm sừng người ta, nhưng đến lần tiếp theo yêu vẫn như thể là đây là tình đầu. Từ lúc sinh thời cho đến khi kết hôn, chắc các bạn cũng phải trải qua tầm 5-6 mối tình. Mỗi mối tình phải tính theo đơn vị năm, ít nhất là 1 năm, nhiều là 2 đến 3 năm. Thề, cái kiểu năng lượng như thế, nghĩa bản thân các bạn cũng rất là đào hoa. Tuy nhiên mình cảm thấy so với cái sự đào hoa này của các bạn thì các bạn có hơi dễ tính. Nhiều người thích nhưng mà chỉ cần ai được được một chút là gật đầu đồng ý luôn. Không phải kiểu dễ tính lên giường với người ta đâu, nhưng dễ tính hẹn hò. Khi hẹn hò thì rất là chung thủy, nhưng có cái phần nghe nghe hay hơi mệt các bạn ạ. Mình là các bạn, mình thấy hơi mệt. Vì sao ngôi sao Star Lover và cậu bé Su, ba lá bài tarot cú trắng. Thì mình thấy là thật ra bạn yêu ai bạn cũng luôn mong đây là người cuối cùng của mình, chứ bạn không phải yêu chơi chơi. Vấn đề ở đây là bạn hơi dễ dãi quá. Nên là ví dụ như một số người họ sẽ rất là kén, họ tiếp xúc một vài lần đầu là họ có thể bị xác định được luôn là cái đối tượng này có lâu dài được với họ hay không. Nhưng mà bạn thì không nhìn vào những cái thứ lâu dài đó. Mặc dù bạn muốn lâu dài với người ta, nhưng mà với bạn chỉ cần đi ăn nói chuyện hợp, thế là ok. Thành thử ra là bạn có nhiều mối tình, những mối tình nó sẽ liên tục liên tục liên tục liên tục, mà lâu cơ, chứ không phải là liên tục cho kiểu 1-2 tháng đâu, mà nó cũng phải mỗi mối tình 1-2 năm. Đấy, tính ra thì đến tầm 26-27 tuổi bạn kết hôn thì bạn đã có được khoảng 5-6 đối tượng trong tay rồi. Gọi là đi đâu nhỉ, đi đám cưới bạn có một cái bàn dành cho người yêu cũ hợp lý đấy. Yêu ai cũng lâu dài, yêu ai cũng sâu đậm, yêu ai cũng đau khổ, mà lần thứ hai, lần sau có người yêu thì lại cái kiểu sống chết vì người yêu. Còn gì để nói với các bạn này nhỉ? Là cảm giác như là không thể sống độc thân quá lâu ấy. Cảm giác thế, không thể độc thân quá lâu. Rất dễ fall in love, rất dễ thích một ai đó, rất dễ yêu, rất dễ trong một mối quan hệ, gật đầu trong một mối quan hệ. Nhưng mà mình với cái kiểu năng lượng này nhá, cảm giác như là dù bạn mệt mỏi về cái mối quan hệ này lắm rồi, nhưng chưa chắc bạn đã rút ra được. Bởi vì bạn thà ở trong một cái mối quan hệ như thế này còn hơn là độc thân ấy. Đấy. Thì chỉ có thể rút ra được trong cái trường hợp là biết đâu bất ngờ có một ai đó đến, một anh nào đó đến tán bạn, thế là bạn mới đồng ý dứt người cũ ra để đến với cái người mới. Bạn thì sẽ không cắm sừng, không bắt cá ai hai tay ai cả, nhưng mà bạn có cái xu hướng triền miên như thế. Bởi vì thường thì khi mà xu hướng chung là chia tay xong thì sẽ rất là vật vã khó chịu, rồi thất tình mất một thời gian. Sau cái khoảng thời gian thất tình đó là bắt đầu tập trung cho bản thân hơn, cải thiện bản thân, đi tập gym nè, đi học cái này cái kia, và bắt đầu có xu hướng sợ yêu. Nhưng mà với các bạn tụ một, dù các bạn ăn hành bao nhiêu lần, mình không biết cái này gọi là ngốc nghếch hay là ngây thơ hay là quá tích cực nữa. Kiểu ăn hành bao nhiêu lần cũng không, có nghĩa cái từ sợ yêu nó không có trong từ điển của các bạn. Vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một hoàng, không phải hoàng tử bạch mã, sẽ có một người phù hợp nhất đến với bạn. Và đúng thế thật, bạn có tìm được người đấy, có tìm được thật. Chỉ là mình thấy bạn cứ triền miên tràng giang đại hải, hết anh này đến anh kia, hết cô này đến cô kia. Mặc dù mỗi anh mỗi cô là bạn yêu thật lòng, chứ không phải là yêu qua đường. Nhưng mà nghe mệt quá à. Giả sử mình là bạn thân của bạn, xong mình nghe kể hết anh này anh kia, mỗi anh lại có một cái drama khác nhau. Má, nghe xong chán luôn á, mệt luôn á. Đấy, đại để là nhiều độ mối tình, mỗi mối tình kéo dài 1 năm trở lên,
Mỗi lần yêu là yêu thật lòng, yêu như chưa từng được yêu, yêu như thể đây là tình đầu. Kiểu như không trong một mối quan hệ không chịu được ấy. Thường thì năng lượng của cung thiên bình thay thế, không trong một mối quan hệ không chịu được. À rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài của các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. À, chúc các bạn một buổi tối thứ năm vui vẻ nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn quyển truyện tập số 4 màu da cam. Mình sẽ để sách của bạn tại đây. À, trong trả bài lần này mình sử dụng hai bộ bài, một là tarot 18 cộng và cái thứ hai là tarot cú trắng. 18 cộng mình rút cho các bạn 4 lá và cú trắng rút cho các bạn 3 lá nha. Ôi chà. Cho câu hỏi, bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình trước khi kết hôn? Một lá, hai lá, thôi mình sẽ rút lại. Hôm nay trải làm sao nhỉ? Bay tứ tung, nhưng thôi, chúng ta có rồi. 7 ly, lại còn 7 kiếm. Bạn biết 7 tiếng Hán là gì không? Là thất, thất, thất là gì? Thất tình chứ sao? Thất tình đấy. Hai lá nữa nhá. Một ly, một gậy. Và một xu. Oh yeah, ôi chúng ta có cả bốn nguyên tố luôn này, xu, gậy, ly và kiếm, có đủ cả. Chứng tỏ là đấy, chứng tỏ là mình cũng yêu đương, nói chung là cũng nhiều người yêu, nhiều trải qua nhiều mối tình trước khi kết hôn, giống như các bạn tụ một vậy. À, và mỗi người lại có một cái vẻ khác nhau, tượng trưng cho bốn nguyên tố khác nhau. À, tuy nhiên là không nhiều người yêu như các bạn tụ một. Các bạn tụ một có gì đấy, tràng giang đại hải hết, anh này với anh kia. Các bạn ở đây có cái điểm ngừng, có điểm dừng, yêu cũng 1-2 năm, cũng lâu. Nói chung các bạn là đủ cả. Tụ hai là ăn tạp, đúng rồi, tụ hai có mùi ăn tạp ở đây. Yêu qua đường cũng có, yêu chơi bời cũng có, yêu lâu dài cũng có, yêu nam cũng có, yêu nữ cũng có, yêu cả hai cũng có, drama nào cũng dính vào, không gì là không thiếu. Nhưng mà cũng cũng có một khoảng thời gian, nghĩa là thế nào nhỉ, gọi là cũng có một khoảng thời gian độc thân lâu dài. Ừ. Với các bạn tụ hai đa dạng phết, tức là kiểu không yêu thì thôi, nhưng một khi đã yêu phải yêu 1-2 anh cùng một lúc. À, không đến mức đấy, nhưng mà kiểu kiểu các bạn tụ hai có xu hướng như kiểu muốn thử ấy, cái gì cũng muốn thử, muốn thử cảm giác độc thân lâu năm nó ra làm sao, muốn thử cảm giác yêu tán tỉnh thả thính nhiều người cùng một lúc ra làm sao, muốn thử cái cảm giác là yêu một người lâu dài nó ra làm sao. Và bạn sẽ có đủ tất cả những cái thứ đó cho đến khi, cho đến trước khi bạn kết hôn. Có thể là nó thế này, bạn yêu một anh lâu dài khoảng 2-3 năm, sau đó trong khoảng 2-3 năm tới bạn độc thân, xong lại 2-3 năm tới nữa là bạn sẽ trong một mối quan hệ mập mờ với 3-4 anh cùng lúc đấy. Thế là có đủ cả đúng không, mâm ngũ quả luôn á. Rút thêm 3 lá bài tarot cú trắng để xem thêm về các bạn này nhá. 9 gậy, cậu bé ly và 4 xu. Nói thế này thì các bạn tụ hai đừng bất mãn, nhưng mà dù cái kiểu cái cách mà các bạn thử 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 thách bản thân, à, trải nghiệm trong cái chuyện tình cảm như thế này, điều đó chứng tỏ rằng thực ra là các bạn cũng không coi trọng tình yêu lắm đâu. Các bạn chỉ muốn thử cảm giác mới thôi, cảm giác như một đứa trẻ, đứa bé, nó lần đầu nó được tiếp xúc với một thứ gì đó và nó rất là tò mò nên nó muốn thử hết. Kiểu lần đầu nó đi công viên, nó muốn thử hết cái trò này đến trò kia. Mỗi trò nó chơi được một tí là nó chán, và nó chỉ có một cái limited thời gian
của nó bị giới hạn trong một buổi chiều hoặc một buổi sáng, thế nên nó thử một chút rồi nó lại nhảy ra cái kia cái kia. Các bạn tụ hai hơi hơi có kiểu như thế, cái này là năng lượng song tử à? Bị làm sao nhỉ? Không tập trung được á? Không tập trung lại được thì gọi là gì? Tăng động giảm chú ý. Mãi mãi mình nhớ ra cái từ đấy, tăng động giảm chú ý. Cái việc thật sự là có khi bạn cũng chẳng quan tâm là đến cuối đời có yêu được một cái người thật lòng với mình hay không, vì với bạn, bạn chỉ muốn được vui vẻ, được muốn thử cảm giác mạnh đấy, muốn thử xem nó như thế nào, tình yêu nó ra làm sao, nó đau đớn hay là nó vui vẻ. Bạn bạn không serious làm nó thật á, bạn không có nghiêm túc làm những chuyện tình cảm, mình thấy vậy. Nó rất là tùy hứng, có hứng thì sẽ yêu lâu, mà không có hứng thì sẽ yêu ngắn, mà không có hứng nữa thì sẽ chẳng yêu ai cả. Nhưng mình thấy với cái kiểu này thì có thể là sẽ kết hôn muộn, vì thật sự là không có nhiều hứng thú lắm trong chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là muốn thử thôi, chứ không có bị nghiêm trọng hóa vấn đề tình cảm, nên là bắt buộc phải có người yêu, bắt buộc phải kết hôn, bắt buộc phải có vợ có chồng và đẻ con. Các bạn tụ hai thì khá là phóng khoáng, khá là thoáng, phóng khoáng cả về mặt á, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩ cũng thoáng luôn. Cũng được, nói chung là mình chẳng, trong trải bài này thì mình sẽ không đưa ra lời khuyên gì cho các bạn, mà mình chỉ nói cái đấy, cái số lượng và cái chất lượng các cuộc tình của các bạn từ đây cho đến khi kết hôn thì các bạn tụ hai sẽ có xu hướng như vậy, nay đây mai đó, lúc thế này lúc thế kia, thậm chí yêu đủ loại người cơ đấy, yêu người Việt sẽ yêu người nước ngoài, xong yêu anh Trung Quốc, anh Tàu, xong lại yêu bố nào đấy người Ấn Độ, bố nào đấy theo đạo Hồi, bố nào đấy da đen đấy, chưa yêu động vật là may rồi. Thế nhá, yêu nhiều nhưng mà bởi vì các mối quan hệ này nó đa phần là không nghiêm túc, thế nên nó vẫn không không giống tụ, nó vẫn khác tụ một. Tụ một là kiểu mối quan hệ nào cũng nghiêm túc mà yêu kiểu hết người này đến người kia, nhưng mình phải tụ hai vẫn có cái giai đoạn nghỉ, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm trạng của các bạn tụ hai. Tâm trạng các bạn tụ hai còn có cái là tâm trạng lên xuống thất thường nữa. Rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối thứ, hôm nay thứ mấy? Thứ năm vui vẻ nha. Trái tim, trái tim, trái tim. Xin chào các bạn tụ ba. Tụ ba là cái tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn chọn tập 5 màu, chuyện màu nhờ nhờ nhá. Mình sẽ để sách của các bạn ở đây. Trong trải bài lần này mình sử dụng hai bộ bài tarot đầu, không phải tarot 18 cộng và tarot cú trắng cho câu hỏi bạn sẽ trải qua bao nhiêu mối tình cho đến khi kết hôn. Hiện giờ thì mình thấy tụ 1, tụ 2 đều trải qua nhiều mối tình rồi, không có bạn nào là trải qua ít. Không biết tụ 3 ra làm sao. Mình sẽ rút cho các bạn 4 lá bài này nhá. Xem nào. 5 ly. Gì đây? Cậu bé Su, sáu kiếm, năm Su, mình cứ có cảm giác là tụ ba cuối cùng cũng tìm ra một cái tụ mà sẽ yêu ít trước khi kết hôn, bởi vì tụ ba là cái tụ đặt công việc lên đầu, công việc sự nghiệp lên đầu, tiền bạc các kiểu, mọi tài chính lên đầu, hoặc là cái con đường, cái đam mê của bản thân nó phải được thỏa mãn, được thực hiện xong xuôi thì lúc đấy yêu ai thì yêu. Có thể là những năm tháng đầu đời, không phải đầu đời, tầm đấy cấp 3 đại học thì bạn cũng có trải qua các mối tình, chuyện tình học sinh, chuyện tình sinh viên, và cũng yêu lâu dài, cũng 1-2 năm, 2-3 năm, xong rồi cũng chia tay. Nhưng mà từ cái lần đấy trở đi là bạn cũng chẳng chẳng yêu đương gì nhiều.
Bởi khi mà kiểu học xong cấp 3 và học xong đại học thì lúc đấy mình, con người mình bắt đầu nghĩ đến công việc và nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến cái đam mê, theo đuổi đam mê, rồi vật chất, tiền bạc. Thì đấy là cái thời điểm bạn bắt đầu nghĩ rằng mình phải đạt được cái địa vị nhất định trong xã hội đã, mình phải đạt được cái vị trí mình mong muốn đã, công việc mình muốn đã, rồi lúc này yêu ai thì yêu. Và kể từ đấy trở đi, kể từ khi ra trường trở đi, bạn đếch yêu ai hết. Tụ này với tụ hai là cái tụ mà kết hôn muộn. Tụ một mình cảm thấy kết hôn sớm hơn, sớm nhất trong ba tụ. Tụ ba thì cũng muốn có người yêu đấy, nhưng mà cảm thấy như là bây giờ công việc còn chưa giải quyết xong, yêu đương gì tầm này, có yêu vào thì cũng người yêu cũng có giúp mình được trong cái vấn đề công việc hay là tài chính đâu. Đấy, mình vẫn phải tự mình bươn chải thôi. Nói chung có thể nói với các bạn tụ ba, yêu đương với các bạn bằng phiền phức. Các bạn tụ ba thì không phải kiểu thiếu nghiêm túc giống tụ hai. Tụ hai là thiếu nghiêm túc, nhưng mà tụ ba có nghiêm túc, mà cũng bởi vì các bạn ấy nghiêm túc, các bạn vừa yêu thì yêu nghiêm túc, mà làm việc thì cũng làm việc nghiêm túc. Vấn đề đây là các bạn chỉ có thể nghiêm túc một thứ trong cùng một khoảng thời gian thôi. Hồi đi học thì chưa phải lo nghĩ nhiều đến công việc, sự nghiệp, tiền bạc, chỉ cần tập trung vào học nên có thời gian để yêu, đầu óc nó thanh thản, yêu đương nó dễ dàng, vui vẻ, đơn giản. Nhưng mà bây giờ đi làm rồi, công việc thì không biết là ngày mai sẽ như thế nào, không biết là sếp có yêu hay không, không biết là sếp có cho tăng lương không, hay là sếp đuổi việc mình bất cứ lúc nào. Lo cái đấy thôi đã đủ mệt rồi, thời gian đâu mà lo chuyện tình cảm nữa. Tụ ba là vậy. Thôi mình cứ rút ba thêm ba lá bài à, cú trắng, để xem thêm các bạn có một ly tower và bốn kiếm. Nói chung là mình sẽ vẫn có người người gọi true love ấy. Đôi khi các bạn tụ ba là cái tụ mà kiểu tiêu cực nhất trong cả ba tụ luôn, suy nghĩ tiêu cực, và thậm chí có nghĩa là với các bạn tụ một nhá, dù các bạn ấy có ăn drama, các bạn ấy có bị ăn hành trong chuyện tình cảm, đến cái mối tình thứ hai các bạn ấy vẫn rất là tích cực và có niềm tin rằng đây sẽ là cuộc tình cuối cùng. Nhưng các bạn tụ ba thì ngược lại, ăn drama một lần mà khi drama nhẹ nhàng thôi mà các bạn ấy đã mất niềm tin vào tình yêu rồi. Thậm chí có một số người còn suy nghĩ đến cái mức là chắc là mình chẳng đủ tốt để được yêu, chắc là chẳng ai yêu thương mình. Kiểu thành kiểu các bạn gặp vấn đề với lòng tự trọng á, lòng tự trọng thấp nên là các bạn luôn cố gắng đạt được những cái giá trị về mặt công việc, tài chính, sự nghiệp, rồi cái vị trí nhất định của xã hội để kéo cái hình ảnh bản thân lên, để kéo lòng tự trọng lên. Từ có thể các bạn xong trong vô thức các bạn làm thế vì các bạn nghĩ rằng là nếu mà mình có được cái địa vị xã hội nhất định thì mình sẽ được yêu thương hơn, mình sẽ tìm được cái người phù hợp hơn. Tụ này cũng kén cơ. Kén nghĩa là mình cảm thấy cái năng lượng của tụ ba là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Tụ một, tụ hai thì không quan tâm lắm đến cái chuyện hoàn thiện bản thân đâu, nhưng tụ ba thì cực kỳ nghiêm, không phải nghiêm túc, theo chủ nghĩa hoàn hảo và cầu toàn trong cái việc hoàn thiện bản thân cả trong lẫn ngoài. Và bởi các bạn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân như thế nên các bạn cũng yêu cầu người yêu mình là một cái người luôn có chí tiến thủ và cũng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Ví dụ nếu bạn là một người chăm chỉ đi tập gym, chăm chỉ đọc sách, cũng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, đúng không? Thì dĩ nhiên các bạn cũng phải có cái đòi hỏi cao như thế với người yêu mình. Bạn không thể là luôn chăm chỉ về kiểu như sao nhỉ, chăm sóc ngoại hình rồi đi spa thường xuyên mà bạn chấp nhận yêu một anh hoặc là một cô nào đấy kiểu lười biếng rồi ăn mặc nhếch nhác được. Nồi nào vung nấy thôi. Rồi bạn nếu mà chăm chỉ đọc sách, tìm hiểu thêm các vấn đề tâm linh rồi tinh thần, rồi luôn cố gắng kiểu học thêm một cái kỹ năng nào đó, tiếng Anh, học xong tiếng Anh thì mình nhảy qua tiếng Tàu, thì mình không thể yêu một anh chàng hay một cô nàng ngu dốt không chịu học được. Hoặc là bản thân mình kiếm rất nhiều tiền, giàu có, thành đạt,
Mình không thể yêu một anh chàng hay cô nàng nào phụ thuộc hoàn toàn mình về mặt tài chính được. Có đi nữa thì cũng phải có một cái gì đấy để trao đổi lại. Nói chung mối quan hệ nói chung là với các bạn tụ ba nó hơi bị tính toán cầu kỳ quá, serious quá trong chuyện tình cảm. Kiểu đến với nhau phải có cái gì đấy qua lại thì mới mới đến. Thế nên mình cũng không nói cái này là đúng hay là sai. Vì nếu bản thân các bạn luôn cố gắng hoàn thiện mình như thế thì bạn phải hiểu là mình là của hiếm trong xã hội đúng không? Không phải ai cũng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân đến cái mức cầu toàn như bạn. Thì dĩ nhiên bạn đòi hỏi một cái người cũng là của hiếm là chuyện bình thường. Nhưng mình tin là người này sẽ xuất hiện, mỗi tội đến lâu thôi. Chờ tầm ngoài 30 nhá. Chắc là sẽ đến nhưng mà đến lâu. Rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài của các bạn tụ ba tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối thứ năm vui vẻ, mát mẻ, trẻ khỏe nha. Bye bye.